Xin chào, mời các bạn nghe tiếp Quỷ Bí Chi Chủ, tác giả Mực Thích Lặn Nước, quyển 1, chương 18, khởi nguồn và nguyên nhân, dịch giả Nhóc KD255, người đọc Lan Chi, nguồn bạchngọcsách.com. Nghe câu hỏi đó của Glenn, Đinh nhìn hành lang đi thông tới cửa Chinese qua cửa sổ, lấy tẩu thuốc của mình ra, nhét sợi thuốc lá và lá bạc hà vào rồi đặt tới chóp mũi, ngửi một cái thật sâu, giọng nói mơ hồ và đầy cảm khái. Chỉ khi ở nhà tôi mới có thể không kiêng kỵ gì mà hưởng thụ cái mùi hỗn hợp của thuốc lá và bạc hà đầy tuyệt vời này. Glenn, cậu chắc là biết thần thoại sáng thế chứ. Tuy nhiên rồi, lúc học vỡ lòng ở trường chủ nhật của giáo hội, tôi dựa theo Dạ Chi Khải kỷ lục để học từ, trong đó hai chương sách trí tuệ và sách thánh giả đều nhắc tới thần thoại sáng thế. Glenn vừa hồi tưởng từ những mảnh vỡ ký ức của nguyên chủ, vừa chậm rãi nói. Tạo hóa tỉnh lại từ trong hỗn độn, phá vỡ tối tăm mà tạo ra luồng sáng đầu tiên. Bản thân thì hoàn toàn hòa vào vũ trụ, hóa thân làm vạn vật. Thân hình thần trở thành mặt đất, trở thành ngôi sao. Một con mắt của thần biến thành mặt trời, con mắt kia biến thành mặt trăng đỏ. Một phần máu của thần chảy ra thành biển rộng và sông lớn dưỡng dục sinh mệnh. Nói tới đây, Glenn dừng lại. Một nửa là do trí nhớ về phần sau đã mơ hồ, một nửa là do thần thoại sáng thế này có vẻ giống với bàn cổ khai thiên của dân tộc An Tham. Chứng tỏ người dân ở những thế giới khác luôn có trí tưởng tượng giống nhau về truyền thuyết thần thoại. Thấy Glenn gặp phải vấn đề khó, Đinh cười bổ sung giúp hắn. Phổi của thần hóa thành tinh linh, trái tim của thần biến thành người khổng lồ, gan của thần hóa thành người cây, đầu của thần hóa thành rồng khổng lồ, thận của thần biến thành rắn có cánh, tóc của thần hóa thành chim bất tử, lỗ tai thần hóa thành ma sói, miệng và răng nanh của thần hóa thành dị chủng, chất lỏng còn lại trong cơ thể thần biến thành quái vật biển, tinh hoa trong đó là naga. Dạ dày, đại tràng, ruột non và những bộ phận xấu xa trong thân thể thần biến thành ác ma, ác linh và những thứ tà ác chưa biết. Tinh thần của thần hóa thành mặt trời vĩnh hằng, chúa tể bảo táp, thần tri thức và trí tuệ. Từ trong trí tuệ của thần đã đản sinh ra con người, đó là kỷ thứ nhất, kỷ nguyên hỗn độn. Glenn nói tiếp câu cuối, lòng vừa buồn cười, vừa thấy vớ vẩn. Là một nhà dân tộc học online, lần đầu tiên hắn nghe thấy thần thoại sáng thế mà sắp xếp kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Kỹ càng đến mức sắp xếp mỗi một chủng tộc nào được biến hóa ra từ bộ phận nào của chúa sáng thế, đến cả những thứ nhỏ bé nhất mà bày ra, hệt như sắp xếp ngồi ăn quả. Hơn nữa, không chỉ kinh văn điển tịch của nữ thần đêm tối, nói như vậy, các giáo hội chúa tể bảo táp, thần hơi nước và máy móc cũng có những dòng miêu tả tương tự, không cái nào dám đề cao bản thân và hạ thấp thần linh còn lại. Điều này chứng tỏ thần thoại sáng thế chính là sự thật, hoặc để lộ thấp thoáng những đấu tranh và thỏa hiệp rồi cuối cùng đã nhất trí với nhau giữa các giáo hội lớn ở thời tiền sử, phía trước kỷ thứ 5. Nghĩ tới những điều này, Glenn lại có nghi vấn khác. Hắn nhíu mày hỏi, tôi cảm thấy có vài vấn đề. Vì sao mặt trời vĩnh hằng, chúa tể bảo táp, thần tri thức và trí tuệ được trực tiếp sinh ra từ trong tinh thần của chúa sáng thế, mà nữ thần thì không? Trong phần ghi chép về thời tiền sử của Dạ Chi Khải kỷ lục, mãi đến cuối kỷ thứ 2, nữ thần đêm tối mới thức tỉnh, cùng các vị thần linh chúa tể bảo táp, mặt trời vĩnh hằng phù hộ và trợ giúp con người vượt qua đại tai biến, cũng chính là tên gọi của kỷ thứ 3, kỷ nguyên tai biến. Mẫu thần đất đai và thần chiến tranh cũng xuất hiện lên cùng thời kỳ, thần hơi nước và máy móc, mà tên cũ là thần công tượng thì phải tới kỷ thứ 4 mới được sinh ra. Bởi vậy, địa vị các vị thần cao thấp như nào, dường như không cần nói cũng biết. Ai cổ xưa hơn ai, ai chính thống hơn ai là vô cùng rõ ràng. Điều này cũng tạo thành những bối rối nhất định trong tín đồ nữ thần đêm tối. Dan Smith dùng tay giơ tẩu lên, không đáp mà hỏi ngược lại. Cậu thuật lại tôn danh đầy đủ của nữ thần đi. Glenn lập tức có cái cảm giác vừa tự mình thọc cho mình một nhát. Bèn vội vã vắt óc nỗ lực hồi tưởng. Thần là nữ thần đêm tối cao quý hơn cả sao trời, xa xưa hơn cả vĩnh hằng,
cũng là chúa tể đỏ rực, mẹ của bí ẩn nữ hoàng của tai ác và sợ hãi, lãnh chúa của giấc ngủ ngon và yên tĩnh. May, cũng may là mẹ Glenn là tín đồ ngoan đạo của nữ thần đêm tối. Khi bà còn tại thế, mỗi bữa tối nào cũng phải đọc một lần, cho dù trí nhớ của nguyên chủ vỡ thành mảnh nhỏ thì cũng không mất đi toàn bộ. Chúa tể đỏ rực tượng trưng cho cái gì? Đơn hỏi dẫn dắt. Mặt trăng đỏ, Glenn vừa nói vừa mang máng hiểu ra. Vậy mặt trăng đỏ được biến thành từ bộ phận nào của chúa sáng thế? Đơn mỉm cười hỏi tiếp. Một con mắt, Glenn nhìn đối phương, cả hai cùng cười. Về địa vị thì không hề kém chúa tể bảo táp được hình thành khi tinh thần của chúa sáng thế chia làm ba. Về phần giáo hội của nữ thần đất mẹ và thần chiến tranh hẳn cũng có cách nói tương tự. Chỉ có thần hơi nước và máy móc là sinh ra thật sự quá muộn, không tìm thấy lý do. Hơn 1.000 năm trước, giáo hội bọn họ luôn ở vào thế yếu, mãi tới khi máy hơi nước được phát minh, chiếm trước nên mới chính thức và cùng tồn tại với những vị thần khác. Đinh vuốt ve tẩu thuốc. Con người được sinh ra từ trong trí tuệ của chúa sáng thế, cho nên có được bộ não thông minh mà phi phàm, nhưng lại thiếu các năng lực thần kỳ khác. Nhưng từ thần thoại sáng thế thì chúng ta có thể kết luận một cách dễ hiểu và chính xác rằng mọi vật đều được sinh ra từ cùng cội nguồn. Sinh ra từ cùng cội nguồn. Glenn lặp lại mấy từ cuối. Căn cứ vào kết luận này, dưới sự phù hộ của thần linh, trong lúc đối kháng người khổng lồ ác ma dị chủng, con người dần tìm kiếm ra biện pháp có được năng lực siêu phàm, đó chính là dùng ác linh, dùng rồng khổng lồ, dùng quái vật, dùng cây cối hoa cỏ thần kỳ hoặc những bộ phận kết tinh tương ứng rồi phối hợp với các vật liệu khác điều chế thành ma dược, sau đó hấp thu để nắm giữ những năng lực khác biệt, đó là tri thức thường thức chung của tất cả các hệ học phái thần bí. Nên không kể rõ, chỉ giới thiệu sơ qua. Trong quá trình này, tổ tiên của chúng ta đã dựa vào một bài học thảm thiết mà phát hiện ra rằng nếu trực tiếp dùng ma dược có phẩm cấp cao vượt qua người thường thì rất dễ nhận lấy kết cục bi kịch. Hậu quả chỉ có 3 khả năng. 3 khả năng, Glenn tò mò hỏi. Thứ nhất là chết tinh thần, thân thể sụp đổ, mỗi miếng thịt và máu đều biến thành quái vật đáng sợ. Thứ hai là bị sức mạnh trong ma dược biến đổi nhân cách, trở nên lạnh lùng, mẫn cán, dễ cáu giận, tàn nhẫn, coi thường tất cả. Còn về thứ ba, Đơn đặt tẩu thuốc xuống, cầm chiếc cốc sứ bên cạnh đưa lên nhấp một ngụm. Cà phê Femmer của thung lũng sông Bass rất đắng nhưng cũng rất thơm, dư vị rất tuyệt, muốn uống một cốc không? Tôi thích cà phê cao nguyên Firebot hơn, đương nhiên tôi cũng chỉ mới được uống vài lần ở nhà Wage. Glenn lễ phép từ chối. Thứ ba là gì? Tinh thần thất thường, phát cuồng ngay tại chỗ còn ác ma hơn cả ác ma. Đây chính là mất khống chế. Đơn nhấn mạnh mấy chữ mất khống chế mạnh hơn hẳn. Không đợi Glenn mở miệng, anh ta đặt cốc cà phê xuống, tiếp tục nói. Trải qua những thí nghiệm dài đằng đẵng và mò mẫm, lại thêm phiến đá khinh nhờn xuất hiện, con người rốt cuộc đã hoàn thiện được hệ thống ma dược, hình thành những cấp bậc tăng lên từng cấp một, ổn định sợi xích danh sách tăng trưởng. Con số của danh sách càng thấp, phẩm cấp của ma dược càng cao. Cho tới hôm nay, 7 giáo hội đều tự có ít nhất một danh sách hoàn chỉnh. Mặt khác còn có cả những đường tắt không được đầy đủ mà đã sưu tập từ mấy trăm mấy nghìn năm nay. Phiến đá khinh nhờn. Glenn sâu sắc bắt giữ cụm từ này, ở trong tụ hội người treo ngược cũng đã nhắc đến nó. Dựa theo những gì người treo ngược nói thì phiến đá khinh nhờn là nhân tố cho mấu chốt của việc hình thành và hoàn chỉnh hệ thống ma dược, có vẻ không giống với những gì mà Đên nói mấy. Đây là thứ mà một vài tà thần làm ra, cụ thể xuất hiện ở niên đại nào, ghi lại cái gì, có đặc thù gì thì tôi cũng không rõ lắm. Nếu cậu phát hiện được manh mối nào thì bắt buộc phải báo cáo lại cho tôi, nó là có cấp bậc hưởng ứng tối cao. Đên giải thích hàm hồ. Vừa rồi có nhắc tới một loại không khống chế được, giờ tôi sẽ kể về 4 loại còn lại. Lan quẳng vấn đề phiến đá khinh nhờn ra sau đầu, chăm chú lắng nghe. Loài người tuy chỉ có đầu óc thông minh, không có năng lực phi phàm nào khác, nhưng đây không phải là tuyệt đối, luôn có một số người may mắn, hoặc có thể nói là bất hạnh. Từ lúc sinh ra đã có được linh cảm tương đối cao. Chính là năng lực cảm ứng với linh đấy.
Bọn họ có thể nghe được những âm thanh mà người khác không nghe được, thấy được những thứ mà người khác không thấy được, có được một phần đặc điểm phi phàm. Lúc Đinh nói, nhìn khoảng không xung quanh khiến Glenn cảm thấy rợn tóc gáy. Nói một cách khác chính là bọn họ tương đương với nửa người phi phàm ở danh sách chính, có được đặc tính cố định. À, danh sách chính là phẩm cấp thấp nhất trong sợi xích. Tóm lại, bọn họ chỉ có thể lựa chọn danh sách đường tắt tương ứng và cố định. Nếu bọn họ uống ma dược khác, nhẹ thì tinh thần dị thường, nặng thì mất khống chế, còn nghiêm trọng hơn nữa là chết. Đã hiểu, Clang chậm rãi ngực đầu. Loại mất khống chế thứ ba tương tự với loại xích thứ hai. Một khi cậu đã chọn sợi xích danh sách nào thì chỉ có thể đi dọc theo đường tắt đó và không thể nào đổi ý được. Nếu uống ma dược của một danh sách phù hợp của đường tắt khác, mặc dù có xác suất cao là đạt được năng lực hỗn hợp kỳ dị méo mó, nhưng gần như có thể khẳng định là sẽ nằm trong trạng thái nửa điên, hoặc mẫn cảm nóng nảy, hoặc tàn nhẫn khát máu, hoặc trầm cảm u buồn. Mà cơ hội như vậy chỉ có một lần, sau này mặc kệ là uống ma dược đường tắt ban đầu hay là ma dược của danh sách hiện tại thì đều chỉ nhận được kết quả là mất khống chế, đó là tinh thần chết đi, thân thể suy sụp thành quái vật, hoặc là biến thành ác linh. Nói xong, Đơn lại nhấc cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Glenn nghe mà sợ hãi, im lặng vài giây rồi hỏi tiếp. Còn loại không khống chế được thứ tư thì sao? Loại thứ tư, ha, đây mới là vấn đề thường gặp nhất. Chúng ta uống ma dược, nhận được năng lực vốn thuộc về chủng loại siêu phàm, một thuộc loại diễn biến không theo tự nhiên, nên không nhiều thì ít phải chịu ảnh hưởng tinh thần còn sót lại. Có lẽ bệnh trạng không biểu hiện ra ngoài nên người ngoài không thể phát hiện, nhưng chắc chắn là tiềm ẩn trong nội tâm. Trước khi hoàn toàn nắm giữ được năng lực phi phàm mà ma dược mang đến, bài trừ những dấu vết nhỏ bé kia mà tùy tiện ăn ma dược đối ứng với danh sách ở danh sách cao hơn, thì sẽ tích lũy điên cuồng, tích lũy mất khống chế. Linh đột nhiên im bặt, tạm dừng một lát anh ta mới cảm thán. Kẻ gác đêm chúng ta có quy định, cho dù đội viên có lập được nhiều công lao lớn thế nào cũng bắt buộc phải ăn phần ma dược 3 năm và trải qua kiểm tra tương ứng rồi thì mới có thể thăng cấp. Tuy như vậy, hàng năm vẫn có không ít người vì vậy mà mất khống chế. Thật là đáng sợ, Glenn hít vào một hơi rồi nói tiếp. Vậy còn loại cuối cùng? Đinh nhếch miệng, cũng không thấy ý cười đâu cả. Loại thứ năm cũng là nguyên nhân mất khống chế thường thấy. Đối với người phi phàm mà nói, linh cảm có thể tăng lên không nhiều thì ít, con số của danh sách càng nhỏ thì tăng càng cao. Vì vậy, có thể nghe thấy những âm thanh mà người khác không thể nghe thấy, nhìn thấy những thứ kẻ khác không thể nhìn thấy, gặp được chuyện mà người khác không gặp được. Bọn họ lúc nào cũng đều bị cám dỗ thần bí, đầu độc hư huyễn. Một khi bị thứ gì khác kích thích hoặc xuất hiện dục vọng tham lam thì sẽ từng bước một đi tới bờ vực mất khống chế. Nói xong, Đơn chuyển qua nhìn thẳng, con người màu xám ánh ra bóng dáng Glenn, ngữ khí anh ta trở nên tiêu điều. Người sáng lập ra hệ thống kẻ gác đêm hiện đại, tổng giám mục Janice từng nói rằng, chúng ta là người bảo vệ, đồng thời cũng là những kẻ đáng thương lúc nào cũng phải chống cự với hiểm nguy và điên cuồng. Hết chương 18. Nếu yêu thích chúng tôi, quý vị độc giả có thể ủng hộ bằng cách donate vào số tài khoản trên video này. Chân thành cảm tạ quý vị Mạnh Thường Quân.